Xin chào thầy cô cùng tất cả các bạn. Mình là Nguyễn Viết Đạt, mã số sinh viên của mình là CUV019HP07. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đi về các cái khái niệm về chi phí, gồm có chi phí là gì này, chi phí quản lý, các cái nguyên tắc về chi phí, hay là chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, và chi phí thu thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp là gì, đúng không ạ? Và có thể là chúng ta sẽ đi một số ví dụ để cho nó dễ hiểu hơn về các cái khái niệm này, đúng không ạ? Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi phí là gì, đúng không ạ? Chi phí là một cái khái niệm cơ bản của một cái bộ môn kế toán, đúng không ạ? Và của cái việc kinh doanh trong cái kinh tế học. Và là cái các cái hao phí về nguồn lực để doanh nghiệp đạt được một cái mức tiêu thụ cụ thể, và nhằm đưa ra được các cái loại hàng hóa này, mua lại các cái hàng hóa, các cái dịch vụ cần thiết để cho cái hoạt động kinh doanh của cái doanh nghiệp đó. À, ví dụ như là trong một cái kỳ kinh doanh đấy thì khách hàng phải cái doanh nghiệp đấy cần phải chi ra một số tiền để mua về một số hàng hóa. Ví dụ như là công ty Samsung thì cần mua các cái thiết bị để sản xuất lên cái điện thoại, đúng không ạ? Hay là các cái công ty may dệt thì cần phải mua chỉ, hay là mua các loại quần áo, hay là mua máy móc để về sử dụng cho cái công cuộc sản xuất hoạt động kinh doanh của họ, đúng không ạ? Còn các cái nguyên tắc ghi nhận chi phí thì ở đây mình có tìm hiểu được, đấy là 5 nguyên tắc ghi nhận cái chi phí. Thứ nhất, đấy là chi phí là cái khoản làm giảm cái lợi ích kinh tế của cái doanh nghiệp đấy và được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh, hoặc là có khả năng tương đối chắc chắn sẽ phát sinh trong cái trong tương lai, không phân biệt để chi tiền hay chưa, là đã chi tiền hay chưa. Có nghĩa là cái chi phí này nó sẽ làm giảm đi cái lợi nhuận kinh doanh của cái doanh nghiệp đấy trong một kỳ, một quý, hoặc là có thể quý tiếp theo, nhưng mà cái chi phí phát sinh này lại phát sinh trong kỳ này, thì họ sẽ định mức ra cái phát sinh chi phí đó. Thứ hai là việc ghi nhận các cái chi phí ngay cả khi chưa đến kỳ thanh toán, nhưng có khả năng chắc chắn sẽ phát sinh, nhằm đảm bảo nguyên tắc đấy là thận trọng và đảm bảo vốn trong quá trình kinh doanh. Chi phí là các khoản thu doanh thu do nó tạo ra được phải được ghi nhận trong một thời đồng quy tắc phù hợp. Và tuy nhiên thì trong một số trường hợp thì cái nguyên tắc phù hợp có thể xung đột với cái nguyên tắc thỏa thuận trong kế toán, cho nên là kế toán thì phải căn cứ vào bản chất của cái giao dịch để phản ánh lên một cái trung thực về cái việc kinh doanh và cái giao dịch về cái chi phí đấy của chúng ta. Tiếp theo là cái vấn đề thứ ba, đấy là kế toán thì phải theo dõi chi tiết các cái hoạt động chi phí phát sinh theo yếu tố tiền lương này, nguyên vật liệu, hay là chi phí mua bán, khấu hao tài sản cố định, để trong cái quá trình để chúng ta trừ đi cái chi phí phát sinh của chúng ta. Tiếp theo là các cái khoản chi phí không được coi là chi phí được trừ theo quy định của luật thuế, luật thu nhập doanh nghiệp, nhưng có đầy đủ các hóa đơn chứng từ và đã hoạch toán theo đúng chế độ của kế toán thì không được ghi giảm vào chi phí kế toán, mà chỉ được điều hướng trong cái mã thuế thu nhập doanh nghiệp để làm tăng cái thu nhập doanh nghiệp và phải nộp lên. Thứ năm cũng là cái nguyên tắc ghi nhận chi phí cuối cùng, đây là các tài khoản phản ánh về cái chi phí không được chi phí này không được có số dư cuối kỳ, mà kế toán phải quyết chuyển tất cả các cái khoản chi phí này lại với nhau để trong cái xác định trong cái kỳ hoạt động kinh doanh đấy của doanh nghiệp, đúng không ạ? Tiếp theo đấy là chi phí bán hàng, thì chúng ta cũng thường biết là ở một cái bộ phận bán hàng thì nó sẽ có các cái nhân viên bán hàng này, các cái dịch vụ, ví dụ như là dịch vụ khuyến mãi, hay là tiền lương của nhân viên, hay là các cái vấn đề như là quảng cáo, đó cũng là cái dịch vụ chi phí bán hàng, đúng không ạ? Thì chi phí bán hàng là toàn bộ cái chi phí phát sinh trong cái quá trình tiêu thụ sản phẩm, là trong cái quá trình mà chúng ta bán cái sản phẩm đấy, hàng hóa hay dịch vụ, thì cái chi phí bán hàng này được theo dõi chi tiết từng nội dung chi phí như chi phí nhân viên này, vật liệu này, bao bì này, dụng cụ đồ dùng, hay là khấu hao tài sản cố định, bảo hành, hay là dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác. Ví dụ như là trong một cái hoạt động này, đúng không, thì chúng ta cần phải thuê nhân viên về để bán một cái sản phẩm nào đấy, thì chúng ta có thể phải là trả đi cái chi phí đấy, thì đấy gọi là cái chi phí bán hàng. Hay là vật liệu, chúng ta bao bì để chúng ta đóng gói các cái sản phẩm của chúng ta, thì đấy cũng gọi là cái chi phí bán hàng.
Tiếp theo là chi phí về quản lý doanh nghiệp. Chi phí quản lý doanh nghiệp là bao gồm các cái chi phí quản lý chung của cái doanh nghiệp, bao gồm các chi phí về lương nhân viên này, bộ phận quản lý doanh nghiệp, cùng có tiền lương này, tiền công hay là các khoản phụ cấp hay là tiền thưởng cuối năm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế này, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, các cái tiền quản lý doanh nghiệp và cái chi phí vật chất. Ví dụ như là các cái nhà quản lý đúng không? Hàng tháng chúng ta đều cần phải trả tiền lương cho nhân viên hay là các cái người quản lý đúng không? Thì đấy gọi là cái tiền để điều hành cái chi phí quản lý doanh nghiệp đấy của chúng ta. Tiếp theo là cái phần chi phí thu nhập doanh nghiệp. Chi phí thu nhập doanh nghiệp hoặc hay còn gọi là cái thuế thu nhập doanh nghiệp là tổng các cái chi phí thu nhập rồi hiện hành thu nhập hiện hành và cái chi phí thuế thu nhập hoãn lại khi được định lợi nhuận hoặc lỗ của một kỳ cộng với các cái cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế đòi hỏi của tổ chức và các cá nhân nộp thuế phải nâng cao cái trách nhiệm. Đấy gọi là cái chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Ví dụ như là trong một kỳ thì bạn hoạt động được cái kinh doanh, bạn có thu về một số lợi nhuận và một số cái lợi nhuận đấy gọi là dư cuối kỳ. Thì trong cái kỳ đấy thì bạn sẽ phải đóng cái thuế thu nhập doanh nghiệp cuối năm hoặc là cuối kỳ. Tiếp theo đấy là cái giá vốn hàng hóa. Giá vốn hàng hóa ở đây ví dụ như là giá vốn hàng hóa là cái giá mà bạn sẽ phải chi để nhập cái sản phẩm đấy về và có thể là sản phẩm đấy trong quá trình đấy sẽ có thêm cái phần gia công hay là để chế tạo hoàn thành cái sản phẩm và cái giá sản phẩm nó sẽ khác với cái phần là giá bán đúng không ạ? Thì giá vốn hàng hóa là cái giá tổng thể tất cả cái quá trị cái chi phí để bạn hoàn thành cái sản phẩm đấy thì gọi là cái giá vốn hàng hóa. Ví dụ như là bạn sản xuất một cái điện thoại hết 1 triệu chẳng hạn, nhưng mà bạn bán 2 triệu thì 1 triệu đấy gọi là cái giá vốn hàng hóa của bạn trong trong cái quá trình mà bạn sản xuất nó hết 1 triệu đồng, đấy gọi là chi phí hay là gọi giá vốn hàng hóa. Thì cái sự tìm hiểu của mình đến đây là kết thúc. Thì rất cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe video này của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn.